Thành công hay thất bại của cửa hàng phía sau là do ngày khai trương. Năm 2024, các bạn có nên mở nhà thuốc to hay là nhỏ? Và những năm về sau, chúng ta nên mở nhà thuốc to hay nhỏ? To thì bán được nhiều hàng, nhỏ thì bán được ít hàng, có đúng là như vậy không? Vậy, chúng ta nên mở nhà thuốc to hay nhỏ? Và trong video ngày hôm nay, Bảo sẽ cùng với các bạn giải thích cũng như là đi sâu vào nên hay không nên, có hay không có, làm sao để có thể kinh doanh nhà thuốc được thành công. Và đây là một câu hỏi của một bạn dược sĩ sắp mở nhà thuốc tới các bạn nhé. Có phải là khi mà nền kinh tế đang đi xuống, chúng ta gặp nhiều khó khăn này, chúng ta cạnh tranh nhiều này, đạp giá phá giá này, và chúng ta mất cái việc là kinh doanh nó hiệu quả, và chúng ta đều muốn là một là khi mà chúng ta kinh doanh thì chúng ta phải có tiền. Thứ hai là chúng ta phải kinh doanh nó mang lại cái hiệu quả ngay cho chúng ta, và chúng ta kinh doanh thì chúng ta muốn thành công ngay. Vậy cái yếu tố nào, tại sao nhiều người mở lại thành công và chúng ta mở thì nó chưa thành công? Vậy thì trong video này chúng ta cùng điểm qua một số vấn đề sau. Và trước khi bắt đầu, bà muốn kể các bạn một câu chuyện nhỏ giữa mặt bằng to, mặt bằng nhỏ các bạn nhé. Hôm trước bà biết một anh bạn của bảo rằng là anh ấy bỏ một số tiền rất là lớn, anh ấy mở một cái nhà thuốc đâu đó tầm gần 1,5 tỷ, 2 tỷ. Và khi anh ấy kinh doanh tầm 1 năm và anh ấy về phá sản. Và mình mới hỏi rằng tại sao lại phá sản như vậy. Anh ấy nói rằng là trước kia cứ nghĩ rằng mặt bằng to là sẽ kiếm được nhiều tiền. Vì đó anh ấy đã học việc, làm việc ở một cái cửa hàng kia rất to, và khoản đầu tư cũng tầm như đó, và thấy họ bán hàng rất là tốt và rất là nhiều tiền. Thế nên về anh ấy bắt chước mở thật to, và cuối cùng anh ấy phá sản. Và sau khi phá sản, anh mới học ra được nhiều bài học. Và trong video ngày hôm nay, Bảo muốn các bạn chúng ta cùng biết trước những điều này để chúng ta không phải mắc lại những cái sai lầm của anh bạn, của mình nhé. Vậy thì điều gì trong kinh doanh sẽ khiến cho chúng ta thành công khi mở nhà thuốc? Và điều đầu tiên mà chúng ta cần quan tâm, trước khi mở nhà thuốc, một đó là gì? Một là chúng ta phải có mục tiêu, chúng ta phải có mục tiêu rõ ràng. Chúng ta phải có mục tiêu rõ ràng các bạn nhé. Các bạn muốn kiếm bao nhiêu tiền? Các bạn muốn kiếm 50 triệu, 70 triệu, 100 triệu, 200 triệu. Rồi các bạn phải có một mục tiêu rõ ràng. Và các bạn phải xem rằng cái nguồn lực của mình có phù hợp hay không. Cái nguồn lực của các bạn có bao nhiêu nhân sự? Chỉ có một mình các bạn? Hay các bạn có nhiều nhân sự hơn? Hoặc các bạn đang có nhà thuốc rồi và các bạn muốn mở nhiều nhà thuốc hơn? Vậy thì thứ nhất, nguồn lực của các bạn có hay không? Tiền có đủ hay không? Con người có đủ hay không? Đấy, thì các bạn phải xét rằng là cái nguồn nhân lực mình đủ hay không các bạn nhé. Rồi, điều thứ hai, sau khi các bạn phải có mục tiêu là phải cụ thể, 30 triệu, 40 triệu, thì các bạn đâu đó chỉ cần mở nhà thuốc tầm cỡ. Còn nếu mục tiêu cao hơn, nhiều hơn, thì các bạn phải dùng các cái chiến lược khác, dùng cái biện pháp khác và nhiều cái yếu tố hơn để đạt được cái điều đó. Chúng ta phải giải thích được, chúng ta không thể nào bắt chước thấy người ta làm thì chúng ta làm theo. Đó là con đường dẫn đến thất bại nhanh nhất. Điều số 2 là chúng ta phải có gì ạ? Sau khi có mục tiêu rồi, chúng ta phải có chiến lược rõ ràng, chiến lược cụ thể. Như thế nào gọi là chiến lược ạ? Ví dụ như các bạn muốn mục tiêu doanh số là bao nhiêu? 50 triệu, 30 triệu thì mặt bằng nào nó phù hợp, và 100, 200 triệu, 300 triệu mặt bằng nào phù hợp. Ví dụ nếu các bạn muốn doanh số đâu đó khoảng tầm vài trăm triệu cho đến 1 tỷ thì các bạn không thể nào để nhà thuốc ở vùng nông thôn. Và các bạn chọn mặt bằng đâu đó 40, 50 triệu và sau đó là gì? Doanh số một ngày đâu đó khoảng tầm vài triệu thì tất nhiên là rất là vô lý và không thể nào chúng ta tiếp tục kinh doanh, phải không các bạn? Vậy thì chiến lược đầu tiên là các bạn phải có cụ thể về chiến lược. Một, chiến lược gì ạ? Chiến lược về mặt bằng. Chiến lược về mặt bằng. Mặt bằng chiếm đến từ 80 đến 90% thành công trong việc kinh doanh của chúng ta. Vì vậy các bạn hãy chọn một mặt bằng phù hợp. Và chọn mặt bằng như thế nào là phù hợp? Mặt bằng đó phải đáp ứng các yếu tố cơ bản như sau. Một là phải xung quanh đó có các cái tệp khách hàng của các bạn. Các bạn muốn phục vụ đối tượng nào thì trong cái khu vực đó phải có các cái khách hàng đó. Ví dụ các bạn phục vụ khách hàng phân khúc về toa thì các bạn trong khu vực đó phải có nhiều người hay đi bệnh viện, nhiều người già, người có tuổi, nhiều người bệnh nền. Đấy, còn nếu các bạn muốn phục vụ phân khúc là chị em phụ nữ làm đẹp thì các bạn nên để ở trong khu vực là gì? Thành phố, đô thị hoặc là khu công nhân, thì lúc đó khu vực đó mới có nhiều phụ nữ họ thích làm đẹp hơn. Vì vậy các bạn muốn phục vụ đối tượng nào thì các bạn phải tìm cái mặt bằng
trong cái khu vực đấy phải có đối tượng đấy. Thứ hai, yếu tố thứ hai là cái vị trí đặt cửa hàng đó thì đối tượng đó có họ có hay đi qua đi lại không, bằng cách là chúng ta hãy đứng trước cái vị trí đó, chúng ta hãy ngắm nghía một thời gian thật dài, thật lâu, xem rằng là cái đối tượng mà chúng ta muốn phục vụ họ có đi qua đi lại được không. Nếu như họ đi qua đi lại bên này nhưng mà chúng ta đặt cửa hàng ở bên này thì tất nhiên là chúng ta đã thất bại, mặc dù trong khu vực này vẫn có đối tượng của chúng ta. Yếu tố thứ ba đó là cái vị trí đặt rồi, khách hàng có thuận tiện vào cửa hàng hay không, họ đi vào như là vòng xoay, như là bùng binh, hay là ngã tư ngã năm ngã bảy thường xuyên tắc nghẽn giao thông thì họ có vào được hay không. Còn nếu trước đó là một hố ga, một rãnh nước hoặc là một con mương cách ngang trước nhà khiến họ khó vào thì khách hàng họ có vào hay không. Và yếu tố thứ ba đó là sự thuận tiện cho khách hàng vào cửa hàng. Nếu như khó quá thì chúng ta hãy tìm một mặt bằng khác. Còn yếu tố thứ tư đó là gì ạ? Vị trí kích thước cửa hàng có to hay không? Nếu mà vị trí đẹp rồi, khu vực có rồi, nhưng đâu đó vài mét, 2 mét, 3 mét quá nhỏ để mỗi lần phục vụ chúng ta chỉ phục vụ được đâu đó 1 người, 2 người. Và 5 người, 10 người, 15 người họ đang ở phía sau, họ đợi và họ không có thời gian để đợi một số lượng khách hàng đông như vậy. Và cuối cùng họ sẽ rời bỏ đi. Trong một khoảng thời gian chúng ta chỉ phục vụ ít người thì cái lợi nhuận của chúng ta mang lại cũng không cao. Đúng không các bạn? Đó, vậy thì các bạn phải chọn cái mặt bằng nó phù hợp với cái phân khúc khách hàng của chúng ta, hay còn gọi là chiến lược về mặt bằng. Chúng ta phải có chiến lược về cạnh tranh. Số 2 là chiến lược về cạnh tranh các bạn nhé. Cạnh tranh. Chiến lược về cạnh tranh là như thế nào các bạn? Đấy. Tức là chúng ta phải biết rằng đối thủ họ đang mạnh ở đâu, họ đang yếu ở đâu. Và nếu như điểm mạnh của họ mà chúng ta tới chúng ta cũng làm không thể nào ngang bằng họ được thì tất nhiên chúng ta không thể nào chúng ta cạnh tranh được với họ. Ít thì những cái điểm yếu của họ chúng ta phải làm tốt hơn họ, và những cái điểm họ chưa làm tốt thì chúng ta phải làm tốt hơn, nhiều hơn họ. Và chúng ta phải có cái điểm mạnh riêng của mình mà bản thân của họ không bắt chước ra được. Thì chỉ có các bạn mới hiểu điểm mạnh của các bạn là cái gì, và sau đó các bạn hãy marketing nó lên và hãy thu hút khách hàng đến. Còn nếu các bạn không biết điểm mạnh của đối thủ, không biết điểm mạnh của mình, và các bạn cứ mở ra là bán như vậy thì tất nhiên các bạn sẽ mất khách, và cũng như là các bạn sẽ không có khách và không có doanh số. Vì khách hàng họ mua ở đâu, và cái lợi thế của những đối thủ trước đó là gì? Đó là họ đã làm lâu, họ đã có khách quen và họ đã có kinh nghiệm trong cái khu vực đó rồi. Còn chúng ta là sinh sau để muộn. Thế nên khi chúng ta muốn vào cạnh tranh, chúng ta muốn kinh doanh hoạt động ở đó, chúng ta phải nắm bắt toàn bộ những cái điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ, chiến lược họ marketing là gì, họ chăm sóc khách hàng là gì, vân vân và vân vân. Và chúng ta phải giải được những cái bài giải đó, và chúng ta phải phục vụ khách hàng tốt hơn họ phục vụ, thì từ đó chúng ta mới cạnh tranh được với họ các bạn nhé. Rồi, điều thứ ba, chiến lược thứ ba là chiến lược về bán hàng. Chiến lược thứ ba là chiến lược về bán hàng, chiến lược thu hút khách hàng, chiến lược giữ chân khách hàng. Đấy, vậy thì khách hàng họ bên kia họ đang bán hàng như thế nào, chúng ta phải bán hàng tốt hơn. Bên kia họ giữ chân khách hàng thế nào, chúng ta phải giữ chân khách hàng tốt hơn. Họ đang thu hút khách hàng về cửa hàng thế nào, chúng ta phải thu hút khách hàng nhiều hơn. Gọi là chiến lược thu hút khách hàng, chiến lược bán hàng và chiến lược chăm sóc khách hàng. Các bạn phải rõ ràng về chiến lược marketing và bán hàng. Thứ tư là các bạn phải có chiến lược về khai trương. Điều thứ tư là các bạn phải có chiến lược về khai trương. Tại sao lại khai trương? Vì khai trương là cái dịp mà chúng ta để thu hút khách hàng về, để chúng ta marketing nhà thuốc lên, là cái dịp mà chúng ta lấy lòng khách hàng, là cái dịp mà chúng ta thu hút khách hàng về cửa hàng của chúng ta. Thì chúng ta phải có một cái chiến lược khai trương rõ ràng. Thành công hay thất bại của cửa hàng phía sau là do ngày khai trương là chiếm một phần cũng vô cùng là quan trọng. Vì vậy các bạn phải rõ ràng cái chiến lược khai trương. Chúng ta thu hút khách hàng nào, chúng ta muốn phục vụ đối tượng nào, thì chúng ta hãy thiết kế các mồi câu, hãy thiết kế các cái chương trình thật tuyệt vời để dành cho đối tượng đó. Đối tượng đó họ tới, họ có dịp tới cửa hàng chúng ta, họ trải nghiệm, và sau đó chúng ta hãy lấy thiện cảm của họ, họ lấy tình cảm của họ, và sau đó họ sẽ quay trở lại và ủng hộ cửa hàng chúng ta. Vì vậy chúng ta phải có một chiến lược khai trương rõ ràng, cụ thể và mạnh mẽ các bạn nhé. Và điều thứ ba, để năm 2024 là một năm bùng nổ, cũng như những năm về sau khi chúng ta mở cửa hàng. Vậy điều số 3 là gì? Điều số 3 chúng ta phải đánh giá. Chúng ta phải đánh giá thêm một lần nữa. Chúng ta phải đánh giá đây từ trên xuống dưới là chúng ta đang đi theo chiều thuận. Và chúng ta phải đánh giá lại rằng từ 1 đến 100 thì chúng ta tự tin bao nhiêu phần. Nếu chúng ta tự tin 100% thì chúng ta phải xác thực lại rằng là có thực sự đúng như vậy chưa? Nếu thực sự đúng rồi thì chúng ta phải giải thích được từ trên xuống dưới. Chúng ta phải giải thích, chúng ta phải rõ ràng được thì chúng ta mới tự tin 100%. Nếu như chúng ta đánh giá một tự tin 100% nhưng những điều trên chúng ta không hiểu gì hết,
và chúng ta nghe đâu đó mơ hồ thì chúng ta chỉ đang nghĩ rằng là mình giỏi thôi, nhưng thực tế khi các bạn xuống tiền sẽ rất là phức tạp, đúng không? Vậy nếu các bạn tự tin 100% hoặc đâu đó 90% thì các bạn phải biết đối thủ mạnh cái gì, họ yếu cái gì, khách hàng họ có bao nhiêu tiền, một ngày họ bán bao nhiêu, cái doanh số chính đến từ đâu, và khách hàng chính của họ là gì, chiến lược nào để có thể thu hút khách hàng về cửa hàng mình, chiến lược nào để giúp cho khách hàng ở với cửa hàng mình, và chiến lược nào sẽ giúp cho chúng ta là thâu tóm được thị trường đó. Thì các bạn phải rõ ràng cái chiến lược trong đầu, và tuần đầu, tuần 2, tháng đầu, tháng 2, nửa năm đầu, nửa năm sau chúng ta marketing như thế nào, chúng ta phục vụ khách hàng thế nào, chúng ta chăm sóc như thế nào. Rất rất là nhiều cái vấn đề chúng ta phải giải quyết nếu như chúng ta tự tin 100%. Và còn nếu đâu đó chúng ta tự tin từ 1 đến 50%, 60% thì chứng tỏ chúng ta đang rất yếu. Và chúng ta chưa nên vội vàng xuống tiền lao tiền vào. Vì khi mà chúng ta xuống tiền là bút ra đầy gà chết. Chúng ta xuống tiền là nếu chúng ta kinh doanh lơ mơ thì chúng ta sẽ mất một số tiền rất là nhiều. Vì vậy nếu các bạn đang ở mức đâu đó từ 1 đến 60% thì 70% thì các bạn phải học tập thêm lần nữa. Các bạn phải xem lại video này, các bạn phải nghiên cứu, các bạn đưa ra nhiều chỉ số hơn để phân tích đối thủ, để phân tích bản thân mình, đưa ra các cái chiến lược để cạnh tranh, đưa ra các chiến lược để vận hành và phát triển cho nhà thuốc của các bạn. Và nếu các bạn tự tin đâu đó từ 70 đến 80% thì chúc mừng các bạn đã tuyệt vời rồi. Và tuy nhiên các bạn cần phải phát triển thêm đến khoảng tầm 80 đến 85, 90% bằng cách là chúng ta nghiên cứu bản thân mình, nghiên cứu đối thủ, nghiên cứu thị trường để chúng ta đưa ra các cái chính sách, các cái đường lối cho nó phù hợp, và từ đó chúng ta đánh là thắng các bạn nhé. Và bước thứ tư là gì ạ? Khi mà chúng ta đã đạt được cái sự tự tin rồi, từ 80-90% rồi, sau khi nghiên cứu rồi, sau khi phát triển rồi và sau khi tìm hiểu thị trường rồi, bước thứ tư đó là chúng ta làm gì ạ? Chúng ta hành động. Chúng ta hãy hành động một cách dứt khoát, hãy hành động một cách mạnh mẽ, đừng ấp ưng, và đặc biệt là không đèo cày giữa đường. Khi mà chúng ta đã ra phương pháp, chúng ta đã ra quyết định thì chúng ta hãy cứ làm như vậy, và chúng ta chỉ có chúng ta mới tối ưu mình lên được, không nghe người này, không nghe người kia, hôm nay họ bàn lùi, mai họ bàn xuôi, mốt họ bàn ngược thì sẽ làm cho chúng ta rối đầu rối não. Chỉ có chúng ta mới hiểu được thị trường, chúng ta hiểu được đối thủ, hiểu bản thân mình, hiểu được chiến lược và hiểu kế hoạch kinh doanh của mình thì từ đó chúng ta mới tối ưu được mình lên. Còn nếu các bạn muốn xin lời khuyên của ai đó, hãy xin lời khuyên của những người chuyên gia, hãy xin lời khuyên của những người đã giỏi hơn mình, họ có nhiều hệ thống nhà thuốc hơn mình, thì từ đó họ sẽ cho các bạn những cái lời khuyên đúng đắn. Còn những người chưa bằng mình, chưa giỏi hơn mình, và những người đặc biệt là những người thân, bạn bè, bố mẹ, hãy đừng nghe lời khuyên của họ. Nếu như họ chưa giỏi hơn chúng ta và họ chưa có được cái nhà thuốc như chúng ta mong muốn thì chúng ta đừng nghe lời khuyên của họ. Vì chúng ta từ bước số 1 bên số 3, chúng ta đã nghiên cứu, chúng ta đã trình bày, chúng ta đã giải quyết mọi vấn đề và mọi thứ đã ok, thì bước thứ 4 là chúng ta hãy làm. Và sau đó nếu tuyệt vời hơn, sau lưng các bạn có một người thầy, có thể là một người thầy, là một khóa học, có là cuốn sách hoặc bất cứ một cái điều gì đó. Đặc biệt nếu tốt nhất, sau lưng các bạn có một người đã có nhiều cái nhà thuốc, nhiều hệ thống nhà thuốc và họ đang chinh chiến trên sa trường, thì các bạn hãy xin lời khuyên của họ và nhờ họ cố vấn. Thì chỉ cần được lời khuyên của họ đôi khi là giảm thiểu mất mát và rủi ro cho các bạn rất nhiều. Vì vậy là bước số 4, các bạn hãy hành động mạnh mẽ. Sau 4 cái bước này, phân tích từ bước 1 đến bước 4 này thì giúp cho các bạn có một tầm nhìn lớn trong năm 2024 và những năm về sau. Và kiến thức này không chỉ các bạn áp dụng năm 2024 và các bạn sẽ áp dụng rất nhiều năm về sau. Và trên kinh doanh các bạn phải liên tục áp dụng những điều này và để có được cái kết quả thành công mỹ mãn hơn các bạn nhé. Và trong kinh doanh, nếu các bạn đang gặp vấn đề nào về kinh doanh, về phát triển hệ thống, đội nhóm cũng như là chiến lược về phát triển thì các bạn hãy comment ở phần bình luận, Bảo sẽ làm video livestream để giải đáp tất cả thắc mắc của các bạn. Và nếu các bạn cảm thấy yêu quý Bảo, thấy video này hay, hãy cho Bảo một like, một tim, chia sẻ công khai trên trang cá nhân của các bạn. Và các bạn đừng quên bấm nút subscribe và nút follow kênh fanpage cũng như YouTube của Bảo để mỗi lần Bảo livestream và cho phát sóng những video tuyệt vời thế này thì các bạn là những người đầu tiên nhận được video. Và chúc các bạn thành công, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.